hay là cướp bóc rồi này nọ không? Ít, nó không như trong kia. Ừ. Nhiều lắm. Em đi vào đường này nó hơi tối rồi. Ở trong kia mà thả ra như này là về đấy nhỉ? Mệt thôi. Ê mà quay cái nó bay liền Nha Trang mà bữa nay cũng bị nữa mà. Nghe kể. Đây phải vào nhà hàng Châu không nhỉ em nhỉ? Quen hả? Cuối cùng thì hai anh em cũng tìm ra quán trâu. Mọi người có bán sáng thì có bán phở trâu với giò trâu á, giò trâu giống như là chả lụa, chả lụa trâu á, kiểu được. Bán trâu mà nhìn với này chắc hồi xưa quay là làm cho cà phê á, chắc lên tiếng nước bạn ở dưới cái cống rồi. Trâu rồi chắc mở mới bán sau này đúng không? Còn hồi xưa chắc cà phê. Em mới đến quán này lâu lắm, em đi ngoài đường vừa đi vừa vòng. Trâu. Nhà mình có mấy người? Nhồi trâu. Đang gọi ít nhất là 3 rồi nhưng mà chắc là 5. Thì ba thì mình thử món xào, món xào món bắp chuối nấm mẻ. Nhà em có cái đuôi châu hấp, có cái sườn châu hầm nấm rất là ngon, sườn châu hầm nấm. Sườn châu hầm nấm. Cứ cho xào mẻ đi. Nướng xào. Có. Mua châu xào nhé, châu xào một chút. Châu gì nhỉ? Châu gì đấy? Châu trà à? Châu gì nhỉ? Bắp chuối nấm mẻ. Quán tên là mình. À, châu. Cái châu quán là mình câu châu Kiều Gia ở đám sân vận động nhỉ. Sân vận động. Có ai đây? Rồi ok. Đúng gì uống. Còn anh nghĩ uống rượu nhiều hơn. 5 6 người. 5 6 người. Bánh tráng này mè nhiều ha. Ngoài này nó gọi là bánh đa. Đa. Trong nó gọi là bánh xá. Mà một mặt à. Anh kia nó mè hai mặt, nó hai mè này một mặt. Tùy từng loại. Này mở cà phê măng thua cái mở thêm cái trâu quá. Không có khách hả? Không. Này món gì vậy? Trâu nhúng mẻ. Hả? Trâu nhúng mẻ hả? Không, chị đi ăn với bạn. Ở trong kia làm món này á là cái lẩu luôn. Xong mình ăn nhiều mình nhúng nhiều vừa tái nè. Đấy nhưng mà tôi còn lại cái con lẩu cũng nuôi cũng có mấy. Lẩu trâu nhúng mẻ.
Còn cái này là cái gì? Cái này là bắp châu kiểu nhúng mềm. Cái này kiểu khác không? Cái này nhúng sẵn. Châu lay ý gì? Châu sò măng. Măng ngoài này nó nhìn non ngon quá hơn. Măng trúc. Măng trúc hơn. Nhìn thấy đặc biệt á. Măng trúc nó bé. Nó bé ngón tay này. Món này ăn cũng vừa miệng mà. Lá lốt với lại phó không có tà hẳn 20 cái tim. Không được 100% ạ. Chấm chấm tương rồi em. Này là sung sung. Cái giò heo nó bự như này đúng không? Heo. Con heo nó nhỏ như này mà cái giò thịt trâu nhưng mà lại đúng rồi, thịt trâu nhưng mà lòng heo. Khả năng vậy. sung muối hả? Sung muối. Ở Hà Nam ăn cái gì có sung muối nhỉ? Không có làm YouTube không? Cũng hơi sơ. Có. YouTube cũng 80.000. Facebook thì 200. Bên. Sườn cho hầm nóng mà sườn. Chơi bỏ miếng luôn, miếng đầy đủ. Đâu phải sườn đâu. Hầm nóng miếng. Sườn nấu miếng. Sườn châu hầm nấm à, hầm miến à. Hầm nấm nó gọi là hầm nấm. Giống như kiểu mà mình lẩu sườn non á. Lẩu sườn, lẩu nấm sườn non á. Đúng không? Thì cũng ăn với miếng rồi này kia rồi vậy. Nhưng mà vấn đề là nó bỏ sẵn ở đây luôn, kiểu vậy. Ăn giải rượu. Ở ngoài này là nấu sẵn hết. Ừ, không có bỏ như kiểu như mình hả? Đúng rồi, của mình uống bia thích nóng. Món này măng ngon nè. Măng trúc. Hả? Măng trúc này ngon. Anh ăn lẩu thì nó để lẩu chứ. Ai gọi món thì ngồi này ít thấy ít nấu lẩu. Nếu mà anh nó gọi là lẩu. Anh sau khi ăn quán trâu thì bây giờ trở về khách sạn mọi người. Anh thấy quán trâu này ăn khá là ngon nha, thịt tươi và ngọt luôn. Và có nhiều loại nguyên liệu địa phương rất là đặc sắc. Nên mọi người tới đây thì cũng ăn thử cho biết nha. Còn bây giờ thì Ben đang ở trên phòng của Ben, cảnh đêm ở Phủ Lý cũng rất là nhẹ nhàng mọi người. Ben cũng xin kết thúc video clip luôn nha. Bye bye.